Mình có đánh giá sơ qua về Alienware Center của thế hệ 2023, nó đã khác biệt đi một chút rồi. Cảm giác là chúng ta có thể điều khiển dễ dàng hơn. Trong này chúng ta cũng sẽ có chế độ im lặng, cân bằng, hiệu năng cao cũng như là tùy chỉnh. Thì ban đầu hãy để hiệu năng cao luôn. Nó sẽ cho phép chúng ta là custom theo từng game, có thể đặt vào thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Nhiệt độ phòng hiện tại đang là khoảng 27,2 độ C vì mình có bật điều hòa. Và cái mức gió thổi ra khi mình đo ở cái cổng CPU thổi ra là 45,5 độ. Còn nhiệt độ bàn phím nó cũng chỉ loanh quanh cao nhất là 40 độ C thôi, một cái nhiệt độ khá là mát. Nếu các bạn tìm một cái laptop gaming có loa to ấy, Dell Gaming G15-5530 là một sự lựa chọn tốt nhất nhá. Loa cực kỳ to. Và ban đầu mình sẽ setting là Full HD. Hiện tại trên bàn của chúng ta thì đang là cái phiên bản RAM chỉ có 8GB thôi, nhưng mà cái mức FPS vẫn rất cao nhá. Chơi nên mình hiện tại max setting đấy. Toang luôn rồi. Nhưng mà giao tranh ban đầu thì mình thấy là FPS nó có tụt xuống thấp nhất là khoảng 200 thôi. Chơi vẫn cực kỳ mượt mà. Đó. Và nhiệt độ CPU cao nhất ở trong game hiện tại mình đo được là khoảng 90-91 độ C. Chơi Liên Minh Huyền Thoại nhưng mà chúng ta thấy nhiệt độ ban đầu cũng rất là cao. Tuy nhiên cái mức nhiệt độ để truyền vào tay mình ấy thì gần như là không có nhá. Mình không cảm nhận được là cái mức nhiệt độ nó cao, nó khó chịu một chút nào cả. Cùng nắm nó chỉ ấm ấm lên một chút mà thôi. Mình để tay lên bàn phím ấy, thì nó cũng chỉ hơi ấm ấm một chút thôi. Không hề cảm thấy khó chịu nhá. Công suất CPU sẽ thường dao động ở mức 51-52W, còn GPU là khoảng 40W. Tính ra cái con số này nó rất nhỏ nếu mà so sánh với cục sạc 330W, chứng tỏ là chúng ta cần thử thách chiếc laptop này ở những cái tựa game khác. Toàn luôn rồi. Đây là sang Genshin Impact, đồ họa chắc chắn là max setting rồi. Mình sẽ có hai cái trường hợp, đó chính là khi để ở cái mức 60 và mức cao hơn nhá. Nó rất mượt, gần như là mình không hề cảm nhận được cái sự khựng lác của nó luôn ấy, cực kỳ mượt nhá. Màn hình của em này thì cũng sẽ có 120Hz. Nhưng phải nói quá mượt luôn. Các bạn nhìn đi, cái chiêu thức này, xong rồi mình combo. Khoảng 23 triệu thì đương nhiên Genshin Impact không thể làm khó được với cái mức đồ họa làm Full HD rồi. Phải chăng là chúng ta sẽ cần thêm một cái kiểu là 2K max setting thì nó mới có thể làm khó được những chiếc laptop này. Combo rất nhiều nhưng không có hiện tượng khựng lag. Và cái mức nhiệt độ của nó hiện tại thì nó đang dao động khoảng 90 độ C rồi, thậm chí lên 99 ở cái khung hình vừa xong. Thì nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 100W mà thôi. 330W thì vẫn còn thừa hơn 200W nữa cơ. Ban đầu cái video review thì mình có nói cái củ sạc nó sẽ phải gánh hiệu năng, xem nó có thể gánh được không, nhưng mà phải nói là cái laptop nó quá là bình thường đi nếu mà so với cái củ sạc 330W nặng khoảng 1,2 cân này. Với cái phiên bản là 5520 năm ngoái ấy, hoặc là 5525 thì mình chơi cái tựa game này có những cái lúc xấp xỉ ở cái mức 100 độ C. Nhưng mà riêng với chiếc laptop này ấy, 5530 thì anh em thấy không? Nhiệt độ nó cũng chỉ loanh quanh khoảng dưới 90 thôi nhá. Và rất ít cái trường hợp mà nó lên khoảng 9x100. Rất hiếm xảy ra. Nhiệt độ lúc này thì không còn mát như khi để 60 nữa. Full HD và chúng ta sẽ có cái mức FPS là khoảng 90. Không biết là sau khi mình mở khóa và chơi 2K ấy, thì là cái mức công suất nó có cao hơn như thế này nhiều không nhỉ? Mình nghĩ là có đấy. Lúc này mình đang mở cái tựa game Halo Infinity thì có vẻ như là ban đầu khởi động lên nó đang cài đặt cái gì đó mà cái mức CPU nó ăn khoảng 85W và lúc này nhiệt độ là khoảng 90 đến 100 độ C, rất là cao luôn. Với cái mức RAM khoảng 8GB thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cùng lắm là vừa chơi game này vừa nghe nhạc trên YouTube một tab thôi, chứ muốn làm đa nhiệm nhiều cái thì chúng ta sẽ không thể làm được. Thông tin bổ sung cho anh em là nếu đánh giá về cái mức độ ồn quạt nó chỉ ngang ngang với cái dòng Legion 5 hoặc là LOQ thôi. Để mình đo nhiệt độ bàn phím nhé. Giữa máy chỉ là khoảng 39 độ C thôi. Phần để tay là 34 độ. Và những cái phím di chuyển về kép cũng chỉ là 38,5. Và sao mình cảm thấy khá là dễ chịu. Đồ họa thì mình đang chọn cái mức cao nhất nhá. À không phải cao nhất, nó cũng chỉ là mức 2 thôi. Bởi vì khi mà để Ultra thì nó sẽ báo là VRAM đã quá tải rồi, phải đến khoảng 8GB VRAM thì mới chơi được. Những con như 3070 Ti cơ, 4050 này, 6GB VRAM chỉ chơi được mức 2 thôi. Và cái mức FPS thì mình sẽ đẩy lên cao nhất là 120 nhá. Ok. Lúc này thì cái máy nó đã gầm rú lên rất nhiều rồi. FPS thì nó sẽ được khoảng tầm 80 đến hơn 100, chơi rất mượt nhá. Công suất lúc này thì mình thấy là cả hai thì nó dao động là khoảng
150 rồi. Khoảng 150, 83 với CPU và 70 với GPU. Thì cái máy nó chưa sử dụng được nhiều hiệu năng từ con chip đâu. Trong khi đó thì GPU gần như là tối đa rồi, 99%, 100% kìa. Nhiệt độ của GPU thì mình thấy là cũng rất mát nữa. Lúc này thì cái mức nhiệt độ CPU nó đã khá cao rồi, là khoảng 97 độ C. Tuy nhiên khi mà mình đo nhiệt độ ở trên máy cũng chỉ là 49,8 thôi. Giữa máy vẫn là 40 và những cái phím di chuyển vẫn cũng chỉ là 40 nhá. Đây là mình vào với PUBG Mobile. Đồ họa là 2 và mức scale 100 nhá. Những cái khung hình đầu tiên của nó thì thấy là hơi khựng lác đấy. Có vẻ là cái tựa game này nó ăn RAM khá nhiều nhỉ. RAM 8GB là không đủ rồi. Mình đã chơi game khoảng 2 tiếng thì thời điểm hiện tại cái bàn phím của nó vẫn ấm ấm như ban đầu thôi. Khá là ấn tượng đấy anh em ạ. Khi mà chúng ta chơi thì mình đánh giá cao cái trải nghiệm cá nhân, trải nghiệm của con người lên hàng đầu. Ví dụ khi mà chúng ta chơi nó hơi bị nóng ấy thì sẽ rất là khó chịu. Ở cái bàn phím chơi mượt đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là khó chịu thôi. Thì chúng ta cũng có thể căn cứ vào đây, có thể thấy được khi làm những cái tác vụ mà khoảng trên 70W thì nhiệt độ CPU lúc này nó sẽ khá là đáng để chúng ta lưu ý đấy. Chúng ta cũng nhìn vào cái mức xung ở đây khoảng 4.7GHz thì nhiệt độ CPU nó cũng sẽ cao lên là khoảng 91, 92 độ C. Phải cả mức xung cũng như là cái mức điện năng tiêu thụ nha. Còn lại về cái phần card RX con 4050, công nhận là năm nay Nvidia họ cũng không ép buộc con này sử dụng quá nhiều. Khi mà cái mức nhiệt độ nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 68 độ C thôi, khi mà cái mức công suất là 60W. Đây là cái mức đồ họa này, cao nhá, tắt Motion Blur và scale 100. Còn lại về cái phần số khung hình thì nó cũng chỉ loanh quanh khoảng từ 88 đến là hơn 100. Vậy chứng tỏ là chúng ta cũng không cần phải test ở trên cái độ phân giải 2K làm gì nữa. Tại vì như thế này thì chúng ta đã thấy Full HD nó cũng đã phải gánh khá là nhiều rồi. Nhưng mà có điều anh em cần lưu ý là cái mức sử dụng của CPU, GPU ấy nó chưa phải max tối đa nhé. Tại vì sao? Cái con GPU nó chỉ khoảng 60% thôi mà, còn khoảng 40% nó nữa là nó chưa chạy. Thì mình nghĩ là do cái mức RAM này của chúng ta đang sử dụng nó chỉ là khoảng 8GB thôi, cần nâng thêm cái thanh RAM 16GB. Lên là 16GB dual channel thì nó sẽ chạy ổn hơn. Chiếc máy này thì nó nâng cấp rất là dễ dàng mà. Chẳng qua là mình muốn thử sức với RAM 8GB nó chơi như thế nào. Sự thể hiện như thế này thì mình thấy là nó vẫn chơi được. Lúc này thì tại vì cái CPU nó luôn luôn duy trì mức trên 90 ấy, thì mình thấy là bàn phím nó cũng hơi nóng lên một chút rồi. Những cái phím mình di chuyển này vẫn đang là khoảng 40 độ C thôi. Còn lại giữa máy này 40, trên cái phần tản nhiệt là khoảng 49. Và anh em lưu ý khi mà chơi game chúng ta cần phải cắm sạc nhá. Laptop gaming ấy